Chào mừng quý vị đã đến với kênh tin tức của chúng tôi. Một vụ án chấn động dư luận đã xảy ra khi trong cùng một gia đình, hai mẹ con cùng bị sát hại một cách dã man. Kẻ thủ ác còn nhẫn tâm giở trò đồi bại với thi thể của người phụ nữ xấu số, sau đó cướp hết tài sản, bỏ trốn và nhẫn nhơ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thông tin diễn biến như thế nào, xin mời quý vị cùng theo dõi. Sau 18 ngày tích cực điều tra, truy xét, Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt được nghi can giết hai mẹ con rồi hiếp dâm cướp tài sản. Đêm 21 tháng 1, trên địa bàn phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, xảy ra vụ án nghiêm trọng, giết người, cướp tài sản và hiếp dâm. Sau 18 ngày tích cực điều tra, truy xét, Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt được nghi can gây án. Sáng 22 tháng 1, nhận tin báo tại phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, xảy ra vụ giết người, cướp tài sản và hiếp dâm. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên nhanh chóng vào cuộc, xác định là vụ án nghiêm trọng lại xảy ra vào dịp giáp Tết. Công an tỉnh Thái Nguyên đã tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, truy xét đối tượng. Nạn nhân của vụ án là hai mẹ con, chị Dương Thị Vân Anh, 31 tuổi và cháu Trần Văn Việt, 10 tuổi, bị đối tượng đánh nhiều nhát vào đầu gây thương tích nặng và cướp đi một nhẫn vàng Tây, một điện thoại di động và khoảng 2,7 triệu đồng. Do hai mẹ con chị Vân Anh ở khu vực vắng, nhà lại chỉ có hai mẹ con, nên quá trình điều tra gặp không ít khó khăn. Nhưng với quyết tâm, sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị có liên quan và bằng các biện pháp nghiệp vụ, trưa ngày 9 tháng 2, các trinh sát đã bắt giữ được Đới Văn Quảng, 26 tuổi, trú tại tổ 10, thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, là thủ phạm gây ra vụ án trên khi vừa xuống xe buýt để đi về nhà. Tại cơ quan công an, Đới Văn Quảng khai nhận, trưa 21 tháng 1, Quảng từ tỉnh Long An về Nam Định và nảy sinh ý định lên thăm đơn vị cũ, nơi Quảng đã tham gia nghĩa vụ quân sự từ năm 2010 đến 2011. Khoảng 19 giờ cùng ngày, Quảng xuống xe khách tại ngã ba phố Cò, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Sau đó, Quảng bắt taxi vào đơn vị cũ chơi, nhưng đơn vị đóng cửa. Quảng tiếp tục đi vào nhà người quen từ năm 2011 nhưng không gặp. Trên đường đi, Đới Văn Quảng nhìn thấy hai mẹ con chị Vân Anh ở khu vực vắng. Quảng đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của chị Vân Anh. Quảng đi ra khu vực ngã ba gần nhà chị Vân Anh, chờ đến đêm để thực hiện hành vi phạm tội. Khoảng 23 giờ cùng ngày, Quảng đi đến nhà chị Vân Anh, thấy xung quanh vắng, không có người qua lại. Y dùng thanh gỗ cậy cửa, đột nhập vào nhà, lục soát tài sản, lấy được một chiếc nhẫn vàng, một điện thoại di động và hơn 2 triệu đồng. Khi đang đóng cửa tủ để tẩu thoát thì bị chị Vân Anh phát hiện, truy hô. Y liền dùng chồng sắt thành kim loại hình trụ dài 50cm, có một đầu phát nhọn và một đầu vuông, đập liên tiếp vào đầu chị Vân Anh, làm chị bất động. Cùng lúc cháu Việt thất chức, Quảng tiếp tục dùng chồng đập liên tiếp vào cháu Việt 3 nhát. Khi thấy cả hai bất động, Quảng đã thực hiện hành vi đồi bại với chị Vân Anh, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường. Đới Văn Quảng là đối tượng chưa có tiền án tiền sự, không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên vắng mặt ở địa phương. Việc điều tra làm rõ và bắt giữ được đối tượng gây ra vụ án nghiêm trọng trên đã thể hiện sự quyết tâm đấu tranh với tội phạm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an Thái Nguyên. Một phụ nữ bị hiếp dâm, trên người nhiều thương tích. Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nạn nhân là một người phụ nữ được phát hiện đã tử vong trên giường với nhiều thương tích. Thông tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an thành phố Huế đang điều tra làm rõ một vụ án mạng xảy ra trên địa bàn phường Thủy Xuân, thành phố Huế. Nạn nhân là bà Phan Thị Hắc, sinh năm 1963, ngụ tổ 19, khu vực 5, phường Thủy Xuân. Vào khoảng 9 giờ ngày 5 tháng 2, người dân phát hiện bà Hắc đã tử vong trên chiếc giường tại ngôi nhà của bà, cũng là cơ sở đúc đồng Nguyễn Văn Thuận B. Nạn nhân có nhiều dấu hiệu bị sát hại và hãm hiếp, hiện trường bị xáo trộn, đồ đạc vương vãi khắp nơi. Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an thành phố Huế, cùng với các cơ quan chức năng khác, nhanh chóng đến hiện trường xử lý vụ việc, điều tra, truy xét đối tượng. Ban đầu, cơ quan công an đã triệu tập đối tượng tình nghi tên là Võ Văn Thịnh, sinh năm 1989, quê ở Quảng Bình, tạm trú tại 314 Bùi Thị Xuân, thành phố Huế. Sau quá trình đấu tranh khai thác, Thịnh cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội và thú nhận động cơ gây án là cướp của và hiếp dâm. Được biết, nạn nhân H không có chồng, có một người con gái đã lập gia đình. Ngôi nhà của bà H là cơ sở đúc đồng và Thịnh là người đến học nghề,
phụ làm đúc đồng tại đây từ 6 năm qua. Thịnh ham mê cờ bạc, rượu chè và nhiều lần chôn đồ đạc tại đây đem bán, cầm cố để tiêu xài. U80 hiếp dâm cô gái thiểu năng. Ngày 20 tháng 1, Tòa án Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tuyên Huỳnh Tấn Lộc, 71 tuổi, ngụ huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng, 4 năm tù vì tội hiếp dâm. Mức án này bằng với án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân huyện Mỹ Tú tuyên vào 3 tháng trước. Theo cáo trạng, chị M, 22 tuổi, bị bệnh tâm thần. Ngày 7 tháng 12, ông Lộc phát hiện nạn nhân ở nhà một mình nên tìm cách quan hệ tình dục với chị M. Trong lúc đang thực hiện hành vi đồi bại, ông Lão bị mẹ cô gái bắt quả tang nên báo cơ quan công an. Quá trình điều tra, ông Lộc khai ra thêm một lần cưỡng bức cô gái này vào tháng 8 năm 2014. Thấy bị can lớn tuổi, thật thà khai báo, tự thú việc đã làm trước đó, nên cơ quan chức năng chỉ áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, ông Lộc không chấp hành tốt mà tự ý bỏ đi khỏi địa phương nên bị công an huyện Mỹ Tú truy nã. Ngày 11 tháng 8, ông lão này lại bị bắt tại thành phố Hồ Chí Minh. Một vụ án khác tương tự như vậy đã xảy ra ở Hải Phòng, nhưng đáng ghê tởm hơn là hung thủ lại giở trò đồi bại với một đứa trẻ thiểu năng chỉ mới 13 tuổi đầu. Sáng 27 tháng 3, tại Hải Phòng, Tòa án Nhân dân tối cao xét xử phúc thẩm Đỗ Trọng Liêm, sinh năm 1936, xã Đông Phương, Kiến Thụy, về tội hiếp dâm trẻ em theo điều 112 Bộ luật hình sự. Theo cáo trạng, vào 8 giờ ngày 20 tháng 5 năm 2013, Đỗ Trọng Liêm đi xe đạp đến nhà ông PHD cùng thôn để chơi. Khi đến nơi, ông D không có nhà mà chỉ thấy có cháu gái ông là H, sinh ngày 28 tháng 10 năm 2000, đang ở nhà liền kề một mình. Trước đó, Liêm từng đến chơi nhiều lần nên biết cháu H bị thiểu năng bẩm sinh và hạn chế khả năng nhận thức. Song thấy cháu H cao lớn, phỏng phao so với độ tuổi 13 nên chợt dục vọng bốc lên. Liêm vội dựng xe đạp ở chỗ khuất rồi kéo cháu H vào trong nhà, cho kẹo để dụ dỗ rồi làm trò đồi bại. Cùng lúc đó, ông D đạp xe về đến cổng thì nghe thấy tiếng kêu khóc của cháu gái mình vọng ra từ trong nhà. Linh tính có việc chẳng lành, ông D liền đạp cửa xông vào thì giật mình khi thấy ông bạn hay đánh chắn với mình là Đỗ Trọng Liêm đè lên cháu gái mình trong tình trạng cháu H quần áo đã bị cởi bỏ. Ngày 18 tháng 12, Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án trên, tuyên phạt Vũ Trọng Liêm 12 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em, theo khoản 4 điều 112 Bộ luật hình sự, buộc bị cáo phải bồi thường cho người bị hại 11 triệu đồng. Sau khi bản án sơ thẩm kết thúc, Liêm kháng cáo và một mực kêu oan. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Liêm khăng khăng rằng chính cháu H mới là người gọi Liêm vào nhà, đóng chặt cửa và quàng tay lên cổ kéo Liêm nằm đè lên người cháu. Thế nhưng khi chưa có chuyện gì xảy ra thì ông D đã xông vào đánh Liêm. Tuy nhiên, khi bị hỏi về tình tiết, khi đó tại sao quần bị cáo lại tụt tới đầu gối thì Liêm ngắt ngứ vòng vo. Căn cứ và chứng cứ, tình tiết liên quan và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của Vũ Trọng Liêm, giữ nguyên quyết định bản án sơ thẩm, phạt tù bị cáo Liêm 12 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em theo khoản 4 điều 112 Bộ luật hình sự. Phiên tòa kết thúc, song kết cục này sẽ mãi ám ảnh bị cáo khi đã ở cái tuổi gần đất xa trời, tội hiếp dâm trẻ em theo khoản 4 điều 112 Bộ luật hình sự. Phiên tòa kết thúc, song kết cục này sẽ mãi ám ảnh bị cáo khi đã ở cái tuổi gần đất xa trời. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.